Con có phải là lần trước vô xưởng lấy trộm bánh không hả? Dạ, nhưng con không phải là đứa ăn trộm. Con tên là Phạm Hữu Nguyện. Được rồi, con có chuyện gì muốn nói với chú? Cái gì đây? Dạ, là tiền bồi thường số bánh hôm bữa. Hôm trước chú nói con có gan ăn cắp mà không có gan chịu trách nhiệm. Nghe chú nói như vậy con xấu hổ lắm. Tối con về con ngồi không có được. Một phần con cảm thấy xấu hổ, một phần con sợ mẹ buồn. Tại vì trước giờ mẹ luôn tin tưởng ở con. Rồi sao nữa? Để cho bản thân không bị người khác coi thường, con đã đi lượm ve chai đồ cũ đem bán để có tiền trả lại cho chú. Sao chú cười con? Chuyện con trả lại tiền bánh cho chú đâu có gì đâu mà mắc cười. Thật sự con đang rất là nghiêm túc. Thôi được rồi, hồi nãy con nói con tên gì chú quên mất rồi. Dạ, con xin tự giới thiệu. Con năm nay 12 tuổi, là học sinh trường trung học cơ sở Tân Phước, lớp 62, ngồi bàn 3, dãy ngoài. Tên là Phạm Hữu Nguyện. Phạm Hữu Nguyện hả? Mình sẽ đặt tên con là Trần Hữu Nguyện. Hữu Nguyện hả? Tình yêu đâu phải hy sinh là sẽ giữ được một người mãi mãi. Càng không phải cô níu với hai bàn tay.